Có đun nước nữa không anh? Đó. Chắc ra còn từng này á. Anh ơi đi xem điều không? Đây là trong này nó trồng được cái cây la không nhỉ? Cây la ăn quả hả? Có. Được chứ? Có. Cái này đây. Đây. Trồng được ba bao dòng đấy. Đây. Hai cây đây. Hai cây hôm mua với trong này chưa? Hai cây bước trường trong đâu này chị hết. Cái đất này tốt này bà trồng na chính thì ngon. Ừ đấy người ta cũng trồng na trong chỗ bọn Hưng Thành trong này là nó đưa ra cho ông bà ăn, tao cứ mua của nó là ăn có hết đâu. Đừng có lại mà bán. Trồng được còn hai ba chục cây bán được. Ừ. Trồng vùng trong nhà mà đâu, không cần tiền cho, trồng vùng trong. Để trồng có hai cây à? Để chủ yếu trồng cho con cháu nó lên nó ăn thôi. Bữa nào lên có chú chợ ấy thì cầm ra ăn cây đấy nã này không xiếm này ừ đấy có chứ có đi bàn tốt quá dưới chợ nó có giống như nào ấy là mua ấy khi cây giống là trồng có chứ mấy tên mấy có ba chục cây ở tháng mai thì ra mua đấy là giống cái là lấy cho ông xà hôm qua đấy hả nhỉ? Ừ. Cái kia nói ông đi lấy cái đấy. Mà ông lấy kiểu là ngoài nhà cầu ngoài dưới nhà cầu toàn cũng gieo giống cây bán chứ nhé. Thế sáng đi qua ba chỉ dưới nhà cầu toàn mới là thấy toàn cây giống nhỉ. Cây giống như đấy nhưng mà kiểu cái nó đứa bên tấy nó lên cứ hợp đấy hoặc là cách cái gì nhỉ cách trồng của mình nó cứ phù hợp với sáng. Nước sôi đấy để ấy mà nha. Nước sôi đấy để ấy vào phít. Rồi chúng mưa rồi là bắt đầu lấy năm đấy. Chúng ta ra ngoài đường chỗ đang làm đường nên hót mấy bao đá quậy dài dài ở chỗ thứ ba ngồi. Ở đấy là ý định của bà là coi như là không có cái đợt này là trái cù nó không mắc ấy đấy, nó không mắc ấy, nó không làm đường làm xã nên không có mượn được ý. Nó chở cho xe cả cái tấn xi măng cái làng đấy cái là sạch em ơi. Xe đã quậy được. Đây này làng đây. Đây luôn, đã chết sẵn sàng đó rồi.
khi có xi măng tản một cái là ba cái tụi nó kế về lại ra như thế này con ơi, xong trôn cái đồ ba thôi tình nặng nhiều không ba bánh chập điều về đấy. Úi giời ơi đấy, 300 đây à mẹ, kinh nhỉ. Hơn á, anh lấy cái giải ra, lấy cái củi này. Bà với mẹ có ngay mà nhặt hơn kiều cơ mà. Kinh nhỉ. Cái điều của nhà mình thì cứ mà nhặt cho chẳng. Ôi giời. Bà không đeo găng tay vào à? Đeo tay vào khó làm lâu lắm. À, điều chúng ta nó đẹp nó sáng. Sáng nhỉ. Nó sáng. Đây là mấy gốc đây hả mẹ? Cả nửa hết thì mấy gốc. Cả nửa hết cả. Đất kia nó sử dụng ngày thôi. Cuối mùa nó đi dụng được khoảng độ 2-3 chục hạt đi mót cây vài hạt có cây thì bây giờ cuối rồi 2-3 cân giờ nó mót thì thôi mót tự... nhưng mà chịu khó mót nó cũng nhiều tiền lắm đấy. Đây này đeo ngọc trai đi hái điều. Ai gọi bà ơi? Cái cỏ lên rồi. Alo. Mẹ anh tạo đi mẹ ơi. À lúc này con gọi để lên trên đấy xin cậu gói thuốc, con lấy cho anh hai một gói thuốc rồi. À, tức là con anh lúc này nó gọi cho cậu. Cậu mua lon thuốc lá. Nếu cậu mua bao thuốc lá. Nhưng mà lên lấy cho một cái rồi. Nhưng mà lên lấy được gói rồi. Thế nhá. Cậu để tại nhà. Thế để nhà xong đi. Trong ra ở nhà hết sợ thật. Ba, bắt mấy con gà đi. Để làm gì cơ? Hả? Nghe làm gì? Gà ăn đi. Thế gì xuống cậu mà? Tối bắt hai con đây để mà nướng mà ăn chuẩn gì đi. À, tối ăn khuya hả? Nó mới thấy sâu gió mà. Đây gọi là sâu đo đúng không mẹ? Ôi giời ơi, sâu đo này. Thế á? Điếu? Nếu chui trong quả mình quả ra thì chui đâu ra? Không, ở cái cây ở cái ấy thì cả không phải chui trong quả. Ở cái cây cái quả mận đấy. À. Ai cơ? Cho địa chỉ nhưng mà gọi điện ấy. Mẹ mày thôi chứ tao không biết được. Mẹ ơi ra đây mẹ ơi, cho ba đun đi. Đi đây đây. Đây này. Sao có lấy cuốc không mẹ này? Không được, cái củ to phải hơn ký hàng ạ. Thế là đem lên bà Minh đây. Nhưng mà làm sao biết có quả mà? Ông nội nó trồi ra. Anh ơi chơi, anh ra đây mót đi. Đã mót được đâu mà đòi nướng. Ra đây mà mót. Đấy, cho anh hành mót. À, đừng cái dây này. Cái dây có cái phần. Úi dồi, hèn gì. Tay chịu. Đây này củ to chứ mà không biết sâu không này. Đâu? Sâu rồi. Sâu rồi á? Đây này. Về cắt ra. Không, quả được những cái gốc ấy, còn cái dây này không củ đâu. Ừ. Đấy, mẹ bày cho này. Kinh nghiệm đầy người. Dây chẳng có. Cái dây này mới có nè, cái đấy không có đâu. Được mấy thứ như đây thôi.
Có mẹ. Có cục này. Hai cái lấy cuốc mà cuốc không? Ôi giời. Nhưng có mỗi lần là đào khoai là lột nhân lên như thế. Không, cái này là khoai ăn lá. Chẳng qua nó có củ thôi chứ còn mẹ trồng được luống trên bên kia đây. Ngắt hàng ngắt đưa vào để con nuôi cuốc. Đây này khoai này. Đấy. Ngắt gì anh ơi? Khoai lang luộc. À, anh kia ăn ngọn khoai lang à để em ngắt cho. Kia kìa, ngắt từ kia non lắm, về luộc không sàng. Mấy con ăn này. Bà bảo con bà cái đấy có củ khoai đâu. Đấy con cuốc thẳng đi, không có lên đấy phí đi. Đấy, cuốc thẳng. Củ hết đi. Lòi lên là ta cứ tưởng. Lòi lên cứ tưởng là to. Bị đứt chưa? Không, đứt gì mà đứt. Đất dưới đất cứng làm sao mà nó chui dưới sâu được. Đấy, ôi dồi, tha hồ nhỉ. Nhưng mà hơi nhỏ. Thôi bé tí cũng được, lụa cho nó ngon. Ôi dồi kìa, được mấy hai cái củ nhấp tí 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 kìa. Đây có. Khiếp bà lấy cái cuốc nhỏ nhỏ. Khoai này nè, cái khoai này mà để lâu là có ăn được đâu, 4 tháng. Ừ. Thôi mấy củ thôi bạn. Có đâu một củ. Mấy củ này sắp luộc. Nhặt rồi lấy hết. Đấy, ngắt cái ngọn khoai lang. Ừ, ok. Khoai lang là bí nhỉ? Mà bí đâu? Đâu là bí? Bí là phải tuốt à. Mà tuốt là thấy ít à. Khoai lang xào quá. Khoai này không? Khoai này? Xuống đây, xuống đây. Đây. Nó lấy trong ngay. Điên à? Tha tỏi. Mẹ trên thành phố khoai lang phải à, rau lang phải một vấn đề. Tỏi ăn. Tỏi ăn. Cái tỏi ông chịu ăn nhủ. Đây à mẹ, đây à. Sao nhìn giống như long muống ấy nhở? Anh ơi đây anh ơi. Đây cái đống đây. Này. Ba có hay đái vô đây. Đây, rau muống chứ, rau. Không ngon đâu, cũng già lắm. Ít thôi. Dạ. Mùa nắng không non hả chú? Không. Ăn tạm, ăn tạm. Dạ. Mắc cái điện thoại đi tìm nãy rồi. Trên... Nhưng mà đã tìm thấy chưa cơ? Chưa. Chưa. Đi rồi. Ừ. Rơi giữa đường rồi. Mùa lan bây giờ mùa này khó có mà non lắm. Vâng. Dạ. Cái nào tươi không có non được. Ba tắm trước đi. Ba tắm đi. Ba tắm trước đi nha. Dạ, tắm rửa xong ăn cơm sao cậu? Cậu sớm thế. Dạ. Thôi em, chắc là em ấy trước xong em tắm sao anh ạ? Anh chưa tắm thì về ăn không bẩn hết người. Ăn xong về tắm được không? Ừ. Về nước tắm. Làm nồi hai người chồng tắm. Ừ. Đi về tắm đi hai đứa ơi. Chúc con ăn cơm xong mới tắm mẹ ơi. Không, tắm đâu ăn cơm. Ơi. Lấy cái gì đấy, môi lạc hả? Môi lạc rồi sang cậu. Dạ, chồng ngắt xong rồi sang cậu mà. Ôi dồi. Được chưa? Đục mẹ chứ. Này. Ừ. Ấy. Được chưa? Rỡ gì hả cậu? Ừ.
Được mấy hôm riêng riêng rửa xe. Mua mấy hôm đấy cậu? Mua mấy hôm đấy? Mua được tuần rồi. Nói rồi thì thèm gì vẫn mới là phải. Nhưng hôm nay mới đi xe. À. Nên là riêng một tí. Đây là tiết canh ngan. Ngan hay vịt cậu nè? Ngan. Ngan. Để đây lạc. Lạc rồi. Chưa. Đông xong rồi rắc lạc rồi còn. À ok. Mở xào luôn đây à? Đây sáng. Nghe sáng sủa. Ba tắm chưa bơ ơi? Nước lá tắm này. Ôi giời ơi, còn dậy. Buổi sáng đi thăm gà. Ba cho gà ăn chưa ba ơi? Ba cho rồi à? Để xem đây có mấy cỏ mướp. Ôi mẹ ơi, có mỗi một cỏ mướp mà mẹ. Có mỗi à bên kia có hai cỏ mướp. Chưa đi xem vườn. Thì anh đi hải hải điều không? Đi xem vườn không? Xem vườn này. Nhặt ít điều về. Thì một lúc mà ăn sáng xong rồi đi thôi. Chứ đợi buổi trưa nắng. Buổi trưa nắng, đi một lúc về thôi.